Sau vụ nữ tiếp viên Vietnam Airlines bị nhà chức trách Nhật Bản tạm giữ do nghi liên quan tới đường gen cắp tại các siêu thị tại Nhật, bắt đầu từ ngày 28 tháng 3, hãng này đã có thêm nhiều động thái giám sát chặt chẽ hơn đối với các thành viên của tổ bay. Sự việc này đã có ảnh hưởng trực tiếp tới thị trường hàng xách tay trong nước, ghi nhận của phóng viên tại phố Nguyễn Sơn, Hà Nội, thủ phủ đồ xách tay, thì các mặt hàng được xách tay từ Nhật về Việt Nam trở nên khan hiếm. Phố Nguyễn Sơn, quận Long Biên, Hà Nội. Con phố được xem là thủ phủ của hàng xách tay từ nước ngoài về. Ghé vào một cửa hàng, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên bởi sự đa dạng của các mặt hàng được bày bán tại đây. Nhưng ngạc nhiên hơn, đó là chủ cửa hàng này đã rất hồn nhiên với sự mù mờ về hạn sử dụng của một số sản phẩm. Hạn thì chịu rồi. Dưới đáy thì không đâu riêng em mua hàng ngoài hàng ấy nó ít khi kể cả tất cả ấy nó chỉ có hàng Việt Nam mà bị in đáp sử dụng hàng này nó cũng có nhưng mà mình phải biết cách lên mạng tra đáp lên mạng mình phải biết cách chịu theo cái mã vạch cốt mà nó có cốt đấy mình phải tra mã vạch là của nước rồi còn cốt tra theo cái cốt. Cốt ở đâu đây? Cốt ở đâu? Anh không biết cách tra đâu. Kể anh mình. Bán hàng phải tư vấn cho người mua. Ấy. Mình chỉ nói thế thôi chứ còn ai ví dụ như là chịu không biết cách tra đâu. Khách người ta đưa đến đây thì không phân biệt được. Không phân biệt được, bởi thế mình cũng còn tốt nhất là không đổ. Phải hàng mình về thì mình biết. À, tức là hàng mình tự lấy à? Đúng rồi, mình tiếp viên mà em. Tiếp viên nó về, đoàn ở trong ngoài nó về, nó xuống đây thôi. Tại một cửa hàng khác, giá của các sản phẩm được xách tay từ Nhật về mấy ngày nay đã tăng lên đột biến. Thậm chí không có hàng để bán. Bây giờ nhập bên kia về Nhật khó thôi. Lắm hả? Nhật thôi. Nhật nó đang bắt mà nó đang ở đây, ở Mỹ vụ ăn cắp, ăn trộm, mua hàng ăn cắp đây. Hàng xách tay từ Nhật về tăng giá và khan hàng. Thực trạng này khiến không ít người liên tưởng đến vụ việc một tiếp viên hàng không Vietnam Airlines bị bắt tại Nhật vì nghi tiêu thụ đồ ăn cắp và đặt ra câu hỏi liệu có phải do hãng hàng không Vietnam Airlines giám sát chặt chẽ hơn đối với các thành viên của tổ bay sau vụ việc này mà hàng xách tay từ Nhật về khan hiếm hay không?